Chào bạn, mình là Ngọc Hoa, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Cora Shop 24 giờ. Hôm nay các bạn hãy cùng Ngọc Hoa đi tới nhà của chị Hiếu ở Ngô Gia Tự, Bắc Ninh để cùng nghe cảm nhận của chị khi chị sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Netfine nhé. Bây giờ hãy đi cùng Ngọc Hoa. Chào bạn, Ngọc Hoa hiện nay đang ở trong nhà chị Hiếu. Bây giờ hãy cùng Ngọc Hoa nghe những cảm nhận của chị Hiếu khi chị sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Netfine nhé. Em chào chị ạ. À, chị ơi, chị cho em hỏi là trước khi chị sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Netfine thì chị cảm thấy trong người mình sức khỏe như thế nào? Trước khi chị chưa sử dụng tinh dầu thông đỏ này thì chị rất là hay mất ngủ và cũng uống rất là nhiều cái loại để cho nó ngủ dễ nhưng mà không thấy tác dụng. Thì sau khi thì chị cũng hỏi han nhiều người và vô tình thì chị lại xem được một cái đoạn clip trên YouTube và quảng cáo về cái tinh dầu tinh đỏ này. Thì mình thì có vậy thì năm ra là mình cứ nghĩ là mình thử xem cái loại nào mình thử. Khi thử chị mới gọi số hotline, chị nhờ các bạn tư vấn thì các bạn tư vấn rất là nhiệt tình, chị cũng mua dùng thử. Mới đầu chỉ là thử thôi. Sau một thời gian chị cũng thấy là ăn ngủ tốt. Thế tức là khi mà chị sử dụng xong viên tinh dầu thông đỏ Netfine thì tình trạng cái mất ngủ của chị nó được giảm rất nhiều. Giảm đến 70-80%. Ồ thế ạ. Thế là từ đấy là chị cứ thế dùng thôi. Vâng. Chị thấy các bạn cũng bảo là nó có rất là nhiều tác dụng, nó có cả đẹp da rồi là giảm mỡ máu, huyết áp ổn định nhiều thứ lắm. Thì mình cũng thấy mình có tuổi một tí rồi, thấy là mọi cái thì thấy nó tốt hơn. Thế là dùng thôi. Thế em thấy chị đặt hàng trên website CoraShop 24 giờ cũng rất nhiều lần, qua số hotline bên em cũng như là qua cả trang web. Thì không biết là chị sử dụng một mình chị sử dụng hay là còn cho ai sử dụng nữa không ạ? Thì mình thấy mình dùng là lấy nó có hiệu quả, thế thì mình cũng mua cho một số người thân của mình dùng ấy. Hoặc là đi cho biếu những người lớn tuổi. Cái chỗ ruột thịt trong gia đình. Thành ra là thấy nó tốt thì cứ quảng cáo cho mọi người và mình làm cho mọi người sức khỏe tốt hơn theo. Thì là một điều rất là tuyệt vời ạ. Khi mà bên em cung cấp sản phẩm mà được nghe những cảm nhận của chị, sức khỏe của mình có thay đổi và sau đó thì kể cả những người xung quanh chị nữa, thì đấy là một cái động lực cũng như là một cái niềm vui dành cho bên em rất là nhiều. Và em cảm ơn chị với những cái cảm nhận của mình. Em chúc chị là ngày càng khỏe mạnh ạ. Và xinh đẹp cũng như hạnh phúc hơn ạ. Vâng, thưa các bạn, đấy là những cảm nhận của chị Hiếu khi chị sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Netfine. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, các bạn có thể truy cập vào website coraShop24.com hoặc liên hệ với số hotline 0979149256 hoặc tham gia tư vấn cũng như là hướng dẫn các bạn sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Netfine làm sao cho hiệu quả nhất để bảo vệ cũng như cải thiện sức khỏe của chính bạn hay của gia đình bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.